Pansbook. Xin chào các bạn. Hôm nay Pansbook lại mang đến những thông tin hữu ích và những bài học phát triển bản thân nhằm giúp các bạn ngày một hoàn thiện mình hơn. Cho dù bạn có đang làm gì, trái đất của chúng ta vẫn quay và thế giới ở xung quanh chúng ta vẫn không ngừng biến đổi với một tốc độ nhanh chóng mặt. Chính vì vậy, đừng bao giờ thỏa mãn với những gì mà bản thân đã có. Những kiến thức chuyên môn có thể vẫn còn giá trị vào hôm nay, tuy nhiên rất có thể sẽ bị lỗi thời vào ngày mai. Đó chính là lý do mỗi người chúng ta cần phải thay đổi và phát triển bản thân mình để có thể trở thành một phiên bản tốt hơn và tốt hơn nữa. Mặc dù việc phát triển bản thân đã được phổ biến rộng rãi đối với mọi người, nhưng ít người hiểu đúng về khái niệm này. Hãy cùng Pansbook khám phá qua vài kiến thức được chia sẻ dưới đây nhé. Điều đầu tiên, khái niệm phát triển bản thân là gì? Đi đâu chúng ta cũng có thể dễ dàng nghe được thuật ngữ phát triển bản thân. Chúng ta phải khẳng định rằng phát triển bản thân chính là một quá trình lâu dài. Chính vì vậy, việc có kế hoạch phát triển bản thân rất cần thiết cho mỗi người chúng ta, cho cả hôm nay và trong cả tương lai. Phát triển bản thân chính là quá trình làm mới và nâng cao tổng hợp được những yếu tố có thể kể đến như ngoại hình, kiến thức hay kinh nghiệm, kỹ năng sống và trí thông minh hoặc trí tuệ cảm xúc. Mà đối với phát triển bản thân cần chú trọng đến là có thể đạt được một phiên bản độc nhất của chính mình tốt hơn so với ngày hôm qua. Điều tiếp theo chúng ta cần tìm hiểu đó là phát triển bản thân đem lại những lợi ích gì. Đối với vấn đề lợi ích của việc phát triển bản thân thì chúng ta có thể thấy nó có khá nhiều lợi ích có thể được đưa ra, bao gồm 1. Khám phá được bản thân. Với việc phát triển được bản thân, để có thể bắt đầu thực hiện được quá trình này thì điều đầu tiên bạn cần tìm hiểu đó chính là về chính mình. Nhận thức được bản thân mình là ai và mình đang mong muốn đạt được những điều gì, những giá trị mà bạn đang hướng đến bao gồm những gì. Khi trả lời được những câu hỏi trên, sẽ có thể giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về chính bản thân mình. 2. Xây dựng lộ trình định hướng cuộc sống của bản thân. Phát triển bản thân cũng đồng nghĩa với việc bạn đi xây dựng cho chính mình một lộ trình kế hoạch hay một mục tiêu cụ thể để tiếp tục hướng tới. Bạn phải đặt ra cho bản thân mình một mục tiêu cụ thể. Đối với việc rèn luyện bản thân ra làm sao, bản thân mình sẽ phải phấn đấu đạt được những gì. Điều này tuy đơn giản, nhưng sẽ quyết định cho quá trình phát triển bản thân của chính bạn trở nên vô nghĩa hay thành công, cũng như việc không bao giờ có thể phát triển được. 3. Học cách tập trung và tạo ra hiệu quả. Việc đi rèn luyện bản thân có thể giúp bạn có thể nâng cao được khả năng tập trung, từ đó tạo ra được những hiệu quả trong công việc và cuộc sống một cách rõ ràng nhất. Việc tập trung sẽ đồng nghĩa với việc bạn nhận biết và vận dụng được các điểm mạnh hay ưu thế của bản thân mình, để từ đó tạo ra được những thay đổi để phát triển, kết quả tích cực nhất. Chỉ khi bạn biết tập trung rèn luyện bản thân, thì có một phần nào đấy đã chứng minh được rằng bạn đang đi theo con đường thay đổi để phát triển một cách đúng đắn nhất. Bởi vì, trên thực tế, thì việc mất tập trung sẽ thường dễ hơn so với việc có thể tập trung vào một việc nào đó. Cũng giống như việc làm người tốt thì rất khó, nhưng có thể làm người xấu thì lại là một điều thực sự dễ dàng hơn rất nhiều. 4. Biết cách tạo thêm động lực cho chính mình. Động lực còn được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần quyết định đến việc bạn có thành công trong việc thực hiện được các mục tiêu cũng như phát triển được bản thân hay không. Hãy tự tạo động lực bằng cách chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là công việc sẽ hoàn thành rồi, cố lên, mình sẽ làm được, có lẽ chính là những lời động viên thay đổi để phát triển có thể thúc đẩy bạn hành động và bước tiếp, duy trì trên con đường vươn đến những thành công của chính bản thân mình. 5. Học cách phục hồi sau những lần vấp ngã. Cách phục hồi là cách tự đứng lên và tự chữa lành mọi vết thương cho chính bản thân mình. Nghe thì có vẻ khá trừu tượng, đôi khi đối với những thách thức trong cuộc sống xảy ra với bản thân bạn là nhiều hơn so với những gì mà bạn tự tưởng tượng và suy nghĩ. Chính vì thế, để làm quen với những điều đó, hãy dạy cho bản thân cách tự phục hồi sau những lần vấp ngã sẽ có thể giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn và tự tin hơn trong cuộc sống. Để học được điều này, chính là nhờ việc bạn đã phát triển được bản thân, tiến tới các mục tiêu đã được đề ra trước đó, đã ngày càng trở nên hoàn thiện, mạnh mẽ hơn so với chính mình của ngày hôm qua. Khi mà không thể thay đổi được hoàn cảnh của bản thân, hãy thay đổi thái độ và góc nhìn của mình. Điều này sẽ có thể giúp bạn nhìn nhận vấn đề đang gặp phải một cách tích cực hơn và từ đó đối mặt với khó khăn một cách nhẹ nhàng hơn.
Trên đây chính là giải thích về phát triển bản thân là gì. Hy vọng qua những chia sẻ của Pans Book về những cách xây dựng lộ trình để phát triển bản thân rất cụ thể sẽ có thể giúp bạn có thêm được động lực tích cực để tiếp tục bước tiếp hành trình theo đuổi phiên bản tốt hơn của chính mình nhé. Chúc các bạn thành công! Nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để ủng hộ cho Pans Book có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Pans Book, sách và phát triển bản thân.